Cùng tìm hiểu câu chuyện kịch tính về cuộc đời của nhân vật chính Ngụy Kiều tướng quân. Một sự hy sinh tất cả để bảo vệ đất nước và nhân dân. Sự tái hiện hoàn hảo qua hai giọng hát Vũ Chí Thanh và Kim Nguyên Trinh. Chúng ta cùng hòa mình vào giá trị cao đẹp của nghệ thuật và tình yêu quê hương. Cởi cơm gió mạnh đặt luộc sóng dữ nhắm cả tình giữa biển khơi chữ quyết không cúi đầu làm tỳ thiếp cho người hay hay Lê Minh Thôi xin kính chào chủ tướng. Kìa Lê Huynh, sao bỗng dưng Lê Huynh lại thay đổi cách xưng hô làm cho trinh tôi vô cùng sửng sốt. Dạ thưa Lê Huynh, từ thở âu thơ chúng ta đã cùng học chung một thầy, chúng một đường gớm mũi dao. Lê Huynh vẫn thường gọi chính là cổ Úc. Sao bỗng dưng chuyện cũ ngày xưa đừng nên nhắc lại, khi lòng tôi đầy uất hận khôn nguôi. Giờ đây chuyện gian sang xin ký thác ở tay nàng. Nhà triệu tiên công nửa đường gãi gánh, bỏ biết mấy công trình nơi đất quân an. Nay Lê Minh tôi xin được vòng tay để góp cùng cố Úc và nhân dân ra sức dẹp xăm lăng. Ngày hôm nay Lê Minh tôi xin thề trước vong linh người chủ tướng anh hùng bằng tất cả chân tình. Dạ dạ không. Tướng quân cứ ngồi đi. Dạ không. Dạ thưa chủ tướng. Nếu đã gọi ta là chủ tướng thì ta ra lệnh cho tướng quân phải ngồi. Và nhớ, khi nào có lệnh của ta mới được phép đứng lên, nghe rõ chưa? Thưa dân. Oh,
đa tạ trước tấm chân tình của nữ chủ tướng. Giờ tôi xin bái biệt, bái biệt. À Phan, Lê Tương Quân, hãy chờ ta trong giây lát. Lê Tương Quân, chủ tướng, đây, đây, trong giây phút. Lời vàng xin ghi nhớ, trên đường xa mang vào lòng. Non sông xin thề rằng mang chiến công về trên quê hương yêu dấu. Gió cầu tiếng ngựa bầu huyết quản sụt sôi, xin thề trên lâm thép, xin thề trước hàng vạn sinh linh quyết đứng lên giành giữ nước non này. Đưa tiễn một người đi vào nơi hiểm nguy, bên men rượu rơi đầy. Sự quỷ nhiễm của chủ tướng thì dù dạng tử nhân sinh, trước chủ tướng Lê Minh tôi xin thề bằng danh dự.